Chúng ta tiếp tục học bài 29, nồng độ dung dịch. Sau khi các em học nội dung bài 27, 28 chính là gì? Nắm được khái niệm về chất tan, dung môi, dung dịch và các cái yếu tố ảnh hưởng đến cái việc mà hòa tan của một chất trong dung dịch. Hay nói cách khác chính là cái độ tan nó. Thì tiếp theo ta sẽ đi tính toán cái phần bài tập liên quan đến cái dung dịch. Có nghĩa là gì? Cùng một dung dịch, cùng một chất tan vào trong dung dịch đó, nhưng nếu cái lượng chất tan đổ vào nhiều hay ít thì nó sẽ ảnh hưởng đến dung dịch đấy. Cũng giống như ví dụ của bài đầu tiên thầy bảo rồi, cùng một dung dịch nước đường, cho một thìa đường vào cũng gọi là dung dịch nước đường, mà cho 10 thìa đường vào cũng gọi là dung dịch nước đường. Vậy thì yếu tố nào để đánh giá xem là cái dung dịch nước đường này là được cho một thìa hay 10 thìa? Bởi vì sau này nó có liên quan đến bài toán kinh tế đúng không? Một thìa đường chắc chắn là nó phải rẻ tiền hơn là 10 thìa đường rồi, đúng không? Đấy, thì ta sẽ phải dựa vào cái yếu tố chính là nồng độ dung dịch, được chưa? Và có hai khái niệm nồng độ dung dịch, đó là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. Thì đầu tiên ta sẽ học khái niệm nồng độ phần trăm. Ký hiệu của nó là C phần trăm, được chưa? Nó cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch. Và các em thấy rằng nó gần giống như độ tan. Độ tan là số gam chất tan mà nó có thể hòa tan được trong 100 gam dung dịch. Nhưng đây là hòa tan tối đa, đúng chưa? Bởi vì nếu trên cái độ tan đấy thì nó sẽ không tan nữa. Còn khi chưa đạt được độ tan tối đa, chính là chưa đạt đến trạng thái bão hòa, thì ta sẽ có khái niệm phần trăm dung dịch, đúng chưa? Đấy. Thì ta có công thức C phần trăm bằng M chất tan trên M dung dịch nhân 100. C phần trăm bằng M chất tan trên M dung dịch nhân 100. Trong đó MCT là khối lượng chất tan, MDD là khối lượng dung dịch. Và ta có công thức M dung dịch thì bằng M chất tan cộng với M nước. Cái này đương nhiên rồi đúng không? Ta học ở bài dung dịch rồi. Dung dịch thì bằng chất tan cộng dung môi, mà dung môi thường là nước. Đấy. Ta xét cái ví dụ sau. Hòa tan 15g NaCl và 45g nước, tính C phần trăm. Thế ta sẽ có M dung dịch phải bằng khối lượng chất tan cộng khối lượng dung môi, đó là 50g. Thế từ đó ta sẽ thay được vào công thức C phần trăm bằng M chất tan là 15 chia M dung dịch 50 rồi tất cả nhân 100 thì ta được đáp án là 25%. Hoặc các bài toán ngược lại ta có thể như sau. Người ta có thể cho hai yếu tố bắt tính yếu tố còn lại, đó là M chất tan thì bằng M dung dịch nhân C phần trăm chia 100. Hoặc là M dung dịch bằng M chất tan nhân 100 chia C phần trăm. Đấy, người ta có thể hỏi em các yếu tố như sau. Ý 2 này, tính khối lượng H2O4 có trong 150g dung dịch. Như đây là M dung dịch, đây là C phần trăm. Thì các em áp dụng công thức M chất tan này rồi. M chất tan đây sẽ bằng M dung dịch nhân C phần trăm chia 100. Thì ta lấy 14 nhân 150 chia 100 thì ta được 21g chất tan. Đấy. Như vậy là ta chỉ cần áp dụng công thức thôi. Tương tự cho như vậy cho cái bài 3. Dung dịch bão hòa muối ăn ở 20 độ C, biết độ tan là 36. Đúng chưa? Thế các em nhớ rằng độ tan là 36g chất tan trong 100g nước. Thế thì ta sẽ có M dung dịch phải bằng 100g nước cộng với 36 thì bằng 136g dung môi cộng với chất tan để ra dung dịch. Như vậy dung môi đây, chất tan đây để ra dung dịch. Sau đó ta mới lấy được 36 trên 136. Chứ nếu bạn nào mà lấy luôn 36 này là 36% thì sẽ bị sai nhá. Được chưa? Vì độ tan cả cái M dung dịch nó sẽ khác nhau một chút. Đấy. Tiếp theo là đến nồng độ mol dung dịch. Nồng độ mol dung dịch ký hiệu là CM. M viết lùi xuống cho thầy một tí nhá. CM. Nó được đo bởi số mol chất tan trong 1 lít nước, 1 lít dung dịch. Xin lỗi, 1 lít dung dịch. Và người ta coi rằng khi cho chất tan vào trong dung dịch thì sẽ gì? Không làm thay đổi thể tích của nó. Người ta coi như vậy, không làm thay đổi thể tích. Được chưa? Thế thì ta có công thức CM bằng N trên V. Trong đó N là số mol chất tan, V là thể tích của dung dịch. Đấy. Từ đây ta cũng có một số công thức suy diễn ra là N bằng
CM nhân V. Và đây sẽ là một trong những công thức tính mol phổ biến của mình sau này. Hoặc là V sẽ bằng N trên CM. Lưu ý cho thầy đơn vị ở đây phải là lít. Đấy. Còn đề bài thường cho là millilit. Bây giờ ta nhìn cái ví dụ. Có 200ml thể tích đổi thành 0,2 lít. Hòa tan 16 gam chất tan thì ta phải tính ra được mol của nó bằng 16 chia 160 bằng 0,1 mol. Thế thì khi đó ta có công thức CM bằng N trên V chính là bằng 0,1 trên 0,2 và bằng 0,5 mol trên lít. Và ta thường ký hiệu là 0,5M. Nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Được chưa? Đấy chính là nồng độ mol dung dịch. Chính là nồng độ mol lít. Đọc tắt là nồng độ mol hoặc là mol lít. Được chưa? Tiếp tục sang ví dụ 2. Ở ví dụ 2 chính là cái bài toán mà trộn lẫn các dung dịch lại với nhau. Ta có 2 lít dung dịch đường 0,5M, 3 lít dung dịch đường 1M. Thì người ta hỏi nồng độ mol lít của dung dịch sau khi trộn vào. Thế thì từ dung dịch thứ nhất, 2 lít và 0,5M, em tính được mol của dung dịch thứ nhất. Dung dịch thứ hai, ta tính được mol của dung dịch thứ hai. Thế thì nồng độ của dung dịch sau cùng sẽ bằng tổng mol trên tổng thể tích thì sẽ bằng 0,8M. Chứ các em không được lấy 0,5 cộng 1 chia đôi nhá. Tuyệt đối không được cộng vào chia đôi. Được chưa? Bằng 0,75. Đây là sai. Lưu ý kỹ cho thầy nhá. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài tập. Phần bài tập rèn luyện. Được chưa? Đó. Câu 1. Số mol trong 400ml lao át thì ta có công thức N bằng CM nhân V thì bằng 6 nhân với V đổi sang lít là 0,4 thì 64 24 thì ta được 2,4. Đáp án B. Câu 2. Tính khối lượng thì đầu tiên phải tính mol đã đúng không? Mol sẽ bằng 0,4 nhân 0,3 bằng 0,12. Và khối lượng sẽ bằng gì? 0,12 nhân với M lớn của BH2. Đúng chưa? OH17 là 34. Còn đây là 137. Thì 34 cộng 37 thì sẽ là 71. Nghĩa ta được 171. Và các em bấm máy 0,12 nhân 171 thì ta sẽ được là 20,52 gam. Đấy. Tiếp tục ta sang câu 3. Hòa tan CuO4 4% trong 90 gam dung dịch. Số mol cần tìm là thế ta có M dung dịch có C% thì M chất tan sẽ bằng gì? C% nhân M dung dịch chia 100 bằng 90 nhân 40 chia 100 bằng 36 gam. Mà mol sẽ bằng 36 chia cho CuSO4 đúng không? 64 cộng 96 là 160. Thì ta sẽ được gì? 0,225. Vậy ta có đáp án A. Đấy là tính toán. Được chưa? Tiếp tục. Câu 4 là tính nồng độ mol của cái dung dịch này. Thế ta lại phải tính ra mol của nó bằng 10,6 chia cho 23 nhân 2 là 46, 46 cộng 60 là 106 thì ta được 0,1 mol. Thế thì CM của mình sẽ bằng 0,1 mol mà chia thể tích này đổi sang lít là 0,456. Được chưa? Đấy, thế ta sẽ tính được là 0,219m. Thì ta có đáp án 0,219m, đáp án D. Câu 5. Công thức tính nồng độ phần trăm là C% thì bằng M chất tan trên M dung dịch nhân 100. Mối quan hệ giữa C% và CM. Đấy, mối quan hệ này thì hơi khó với các em một chút. Cái này dành cho các bạn đội tuyển nâng cao. Như thầy sẽ cung cấp luôn công thức cho bạn. Mối quan hệ nó chính là đáp án A. Còn riêng câu này thì các bạn
đội tuyển, chứng minh công thức cho thầy. Được chưa? Chứng minh công thức cho thầy nhá. Nhưng thầy gợi ý là chúng có cùng khối lượng chất tan. Được chưa? Tiếp tục. Câu 7. Dung dịch HCl 25% mà lại yêu cầu tính CM, lại cho cả D rồi. Thì đây cũng là một công thức dành cho các bạn hoặc đội tuyển. Chính là mối quan hệ giữa đấy, giữa công thức C phần trăm và công thức CM. Đây là mối quan hệ giữa C phần trăm và CM. Đấy. Tiếp ta đến với câu 9. Hòa tan 40g đường với nước được dung dịch. Như vậy đây là M chất tan. Đây là C phần trăm. Thì ta sẽ có ngay M dung dịch sẽ bằng gì? M dung dịch sẽ bằng M chất tan nhân 100 chia cho C phần trăm bằng 40 nhân 100 chia 20 và bằng 200g. Vậy ta có đáp án C. Câu 10. Hòa tan 50g đường với nước được. Thì ta lại tương tự câu trên rồi đúng không? Khối lượng dung dịch M dung dịch sẽ bằng 50 nhân với 100 chia 10 và bằng 500g. Nếu các bạn chọn đáp án D, các bạn sẽ bị sai. Vì người ta lại hỏi khối lượng nước cơ. Thì ta lại có M dung dịch bằng M chất tan cộng M nước. Từ đấy suy ra MH2O sẽ bằng 500 trừ đi 50g chất tan và bằng 450g thôi. Như vậy ta có đáp án B. Được chưa? Đấy. Như vậy là thầy được hướng dẫn xong cho các em cái bài nồng độ phần trăm và nồng độ mol lít. Và thầy có bớt lại 3 cái câu 6, 7, 8 để dành cho các bạn gì đội tuyển chứng minh. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn. Được chưa? Đấy. Thì sau khi học xong 3 bài 26, 27, 28 thì các em sẽ chuyển sang làm cái phần ôn tập chủ đề 6 cho thầy. Rồi sau đó thầy sẽ chữa tiếp cho các bạn cái phần chủ đề 6. Được chưa? Ok nhé.